Ờ, chú xem hết rồi. Ơ cháu ơi, nhẹ em đau em Linh. Thả em ra. Linh. Em chưa biết đứng. Quả gì? Quả này hơi chưa thối lắm. Thối rồi, cái này không cho em thành đá ăn mấy. Em bảo cho em ăn mấy kìa. Được rồi, chấm mồm chấm miệng cho em hai chúng lớn lên thôi. Cháu lại ăn thế không xuống bảo bà cọt cho. Ăn xong rồi con mới đi gọt á. Quả hứa cùng ăn.